Xin chào các bạn tới ITP Club Channel. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2021 thì mình sẽ làm hai cái mã này theo yêu cầu của các bạn về chọc cà phê và cái mã HAI và AMD. Đó thì mình cũng gửi tặng cho tới bạn đã theo yêu cầu đã comment dưới clip yêu cầu mình làm. Rồi, ok thì hôm nay mình sẽ gửi tặng đến bạn nha. Chọc cà phê. Rồi, để trước tiên mình vào cùng nhìn thì chúng ta sẽ mở cái đồ thị của HAI ra. Ở đây, rồi, ở đây các bạn mình mở ra cho các bạn và công ty cổ phần nông dược hay đây là những cái mã này đó là cũng thuộc về công ty của anh Quyết ha các bạn ha. Rồi, để trước tiên thì các bạn thấy là HAI về khung tháng thì chúng ta thấy có một cái vấn đề chúng ta cần lưu ý là bây giờ HAI đang đi vào cái vùng mây ở đây rất là dày. Thì chúng ta thấy là khi mà đi vào cái vùng mây này thì chúng ta thấy là HAI này vẫn chưa có cái xu hướng rõ ràng. Thì các bạn cần phải chờ thêm, lưu ý thêm. Ở đây có thể phải tầm là từ 2 tới 3 tháng nữa các bạn. Đó, thì 2 3 tháng nữa thì bây giờ các bạn thấy bây giờ là tháng 6 thì các bạn phải cần chờ thêm đúng không ạ? Cũng 2 tháng 3 tháng nữa. À, thì qua tháng 6 thì chúng ta sẽ mất đi một tháng là 2 tháng, 2 3 tháng đúng không? 2 tháng, nhanh là 2 tháng và chậm hơn là 3 tháng. Thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái diễn biến là không có xu hướng đúng không? Là nó sẽ tích lũy ở khu vực này. Có nghĩa là không có xu hướng thì nó cũng không tăng và cũng không giảm. Đó, cho nên nó sẽ tích lũy ha. Đó là các bạn biết hiểu là không xu hướng, nó sẽ tích lũy. Về đồ thị tháng thì chúng ta thấy tới 2 3 tháng, 2 đến 3 tháng nữa. Và còn về cái khung tuần thì các bạn biết là sau một cái giai đoạn tăng rất mạnh của HAI này và đã cái điều chỉnh thì các bạn biết khi mà điều chỉnh mạnh như thế này đó, đối với nhìn đây tương đối là mạnh nha, và bắt đầu có những cái biến động là dao động ít dần thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái điều kiện là tích lũy đó. Thì mình thấy trên khung tháng là nó sẽ không có biến động nhiều, có nghĩa là nó không có xu hướng rõ ràng, nó tầm tới 3 tháng, 2-3 tháng nữa đúng không? Thế còn nhìn trong tuần này chúng ta thấy là ở đây có một cái hỗ trợ rất mạnh cho hai, đó là cái khu vực mà thấy ở đây, một là 385 và một là 4.2, đó là cái khu vực mà các bạn thấy là ở những cái vùng này để cho chúng ta đầu tư dài hạn đối với cái mã cổ phiếu HAI này ha. Đó là đây là hai khu vực mà chúng ta thấy gọi là có thể mua tương đối là cái giá để chúng ta là đầu tư dài hạn được. Còn với hiện tại thì bạn thấy là trên khung tháng là phải mất vài tháng để nó tích lũy và diễn biến tích cực hơn về tương lai. Thì chúng ta nhìn về khung nhỏ này chúng ta thấy là hỗ trợ ở đây cũng tương đối là 4.2 thì mình nhớ bạn 4.2 bây giờ là 4.4 cũng là tương đối. Thì bạn thấy là phải mất đi 2-3 tháng đúng không? Thì nhìn trung tuần chúng ta sẽ xem là nó sẽ tích lũy ở cái vùng này, nó có thể là biến động trong cái khu vực này. Thì cái đồ thị lớn chúng ta thấy nó sẽ không biến động nhiều, nhưng ngược lại là về cái tuần thì chúng ta sẽ thấy nó biến động cũng hơi nhiều từ đây lên đây mình thấy là cũng khá lớn đúng không, khá lớn đối với cùng tuần như cùng tháng rồi, không xi nhê gì đây, cùng tháng đây mà thấy là diễn biến rất nhỏ đúng không. Từ đây lên đây thấy là cái nến cũng khá là nhỏ, cũng không vấn đề gì. Rồi mình trở lại đây chúng ta thấy là 2-3 tháng thì chúng ta thấy là ở đây cũng sẽ mất thêm khoảng 8 tuần là tương đương với 2 tháng. Và nếu mà thấy trên đó 3 tháng thì chúng ta thấy cũng tính đây luôn là cũng phải mất thêm 8 tới 13 cây nến nữa thì chúng ta thấy là cái tích lũy của HAI này sẽ tốt lên trên khung tuần. Nếu mà chúng ta thấy nhanh là 8 tuần là nó sẽ tiến về ở gần đây.
gần cái vùng mai dày này bạn, ngon thì nó sẽ tiến về đây. Và khi mà nhanh hơn, lâu hơn thì mình thấy là tới 13 tuần là tương đương cũng phải tầm hơn 3 tháng đúng không? 3 tháng thì ta thấy nó đọt mai gần gần lại cái vùng này đối với là HKI. Còn đến với ngắn hạn thì như thế nào bạn? Ngắn hạn thì chúng ta xem ngắn hạn là đang có ở khu vực đây là khu vực hỗ trợ, hỗ trợ ra cũng là cái hỗ trợ, nhưng mà bạn thấy là đặc biệt có thể bắt đáy được hay không thì chúng ta phải cần xem xét. Vì bạn thấy trên khu tuần của chúng ta là đang có ở hỗ trợ là 4.2, nhưng nếu bắt đáy được thành công rất cao thì chúng ta thấy phải trước đó là như HKI này nó phải có một cái đợt suy giảm mạnh như thế này nè. Đó, đúng không? Thì chúng ta thấy là mới mạnh dạn và bắt. Còn đối với những như thế này thì chúng ta thấy là vẫn đang trong trạng thái là tích lũy, vẫn là tích lũy nè, cho nên là nó cũng có một cái là có thể bật tăng và có thể là nếu mà mất đi thì nó cũng sẽ là giảm mạnh đối với lại HKI đây. Đó các bạn cần lưu ý. Đấy, nhất thì chúng ta thấy là không có một là nó không có, không phải là một cái giảm mạnh ở trước đó thì chúng ta cũng không có gì để bàn tới cái việc bắt đáy hay không, nên thì nó vẫn là tích lũy thôi. Và những cái chỉ số này chúng ta thấy là USD thì cũng đang nhô lên, và những cái chỉ số về tâm lý thì chúng ta thấy là cũng là những người chán đối với mã này cũng là gần như là đã chán rất nhiều mã này rồi đó. Thì còn các bạn nào mà chưa có thì chúng ta cũng có thể chờ ở những khu vực phía dưới để chúng ta có thể xem, tại vì khu tuần này chúng ta vẫn có hai khu vực hỗ trợ đúng không bạn? Khu vực hỗ trợ là hai khu vực này 4.2 và 3.8, đó là hai khu vực hỗ trợ. Thì chúng ta thấy nếu mà ở đây chúng ta thấy nếu mà giảm thì nó cũng sẽ giảm mạnh đúng không ạ? Giảm mạnh ở đây là nó sẽ đi xuống, có thể là về lại khu vực 3.8 này đúng không? Đó, thấy còn khúc xa lắm. Đối với những bạn nhỏ nhỏ này bạn thấy là ở đây về đây là không phải xấu, giá là cũng phải tương đương 17%, 15% đúng không? 0.6, 0.6 là cũng tương đương 15% đấy các bạn. Đó thì các bạn cũng phải cần lưu ý đối với HKI, thà nó bây giờ bạn ở trên thì chúng ta thấy là cản ở mai dày, mai rất dày, mai rất dày thì có thể các bạn phải chờ thêm. Nếu bạn nào có thì chúng ta cũng nắm giữ cũng được, không vấn đề gì. Còn nếu bạn nào chưa có thì chúng ta cần chờ thêm, chờ nó vượt qua hẳn những khu vực ở phía trên này rồi chúng ta tham gia lại cũng được, không sao. 4.8, 4.8 đó. Thì khi nó tựa vào đây thì chúng ta sẽ cần có những cái lưu ý hơn đối với các bạn này rồi. Cũng hơi nhiều rồi. Rồi tới cái mã AMD, cũng là một công đầu tư vào khoáng sản của FLC Stone. Thì các bạn thấy là đều là nông sản rồi với lại nông dược và khoáng sản của FLC thôi. Thì các bạn thấy nhìn ở đây chúng ta thấy là khung tháng thì nó cũng khá giống, nó vẫn chưa có rõ xu hướng đúng không? Thì mã này thì chúng ta thấy là nếu mà được hơn, ok hơn thì chúng ta phải cần thêm mà 2 tháng nữa sẽ ổn hơn, cũng như cái mặt kia. Thì thấy là ở đây thì nó cũng sẽ có những cái tích lũy trở lại đối với lại HKI ở đây. Thì như các bạn thấy thì mã này thì nó tích cực hơn, nó cũng thể thể hiện là cái sự tích cực hơn là đối với HKI đó. Đó. Còn ở khu vực này thì bạn thấy là cũng đang có một cái tích lũy ở đây ha, thì thông thoáng hơn, cũng tương đối. Bạn thấy gần khu vực mây nó cũng có thể là mỏng để có thể đi lên được đối với lại AMD. Thì chúng ta thấy là nếu mà các bạn thấy vùng này bạn có hàng thì cũng có thể giữ được đúng không? Thì còn nó nếu mà trong khoảng thêm 2 phiên nữa bạn thấy nó phóng qua ở khu vực 5.75, 5.7 nha, này 5.7 bạn, 2 phiên bạn tầm 2 phiên 1, 2, 3, 3 phiên nữa bạn thấy nó phóng qua ở khu vực 5.7 này thì bạn có thể là tham gia được đối với lại AMD. Thứ nhất là chúng ta đã thấy là nó có thể tích lũy trên khung tuần thêm 2 tháng nữa đúng không? Còn
về khung ngày thì chúng ta thấy nó đẹp hơn của AI, là nếu bạn thấy là trong giai đoạn này ở đây nó có bay mỏng đúng không, thì nó vẫn có khả năng nói mà vượt qua cái vực vực 5.7 này thì bạn thấy là nó sẽ có những cái tích cực là đánh cho chúng ta có thể tham gia ngắn hạn được đối với lại AMD. AMD. Và còn nếu mà thấy nó tích lũy dài dài tới qua cái phần may mỏng này thì thôi, bạn thấy là khả năng nó để mà đi lên là cũng sẽ rất khó, thì lúc đó chúng ta thấy là nó sẽ biến động trong những khu vực này, có thể thêm một hai 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 tháng nữa ha, thì 2 tháng nữa rồi chúng ta sẽ quay lại vào giờ. Bây giờ tháng 7 thì chúng ta cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì bạn thể coi vào cái cuối cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì bạn có thể quay lại. Đó là 2 tháng đối với ta có thể quay lại đối với mã này. Và hay rồi, ok, thì hôm nay mình đã làm cái clip về 2 cái mã này của anh Quyết để gửi tặng cho các bạn, và đặc biệt là bạn Chậm Cà Phê cũng đã yêu cầu làm cái clip gửi tới. Rồi thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái buổi làm clip này của mình nha. Bạn thấy hay nhớ like share và ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, và để cho kênh càng ngày càng mở rộng hơn, thì cũng như để cho anh em có dịp để phô diễn tài năng của mình đó, thì các bạn cũng có thể ấn vào nút chuông luôn để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cái clip nào được xuất bản ra trên kênh nha các bạn. Và như là riêng cá nhân thì mình thì các bạn có thể là ủng hộ bằng cách nếu mà đang quan tâm tới 2 mã này thì cũng có, nếu mà các bạn đã nắm giữ ha, hoặc là chưa mua thì các bạn có thể liên hệ với mình đó. Còn mà nào mà chưa biết điểm mua bán thì có thể liên hệ với mình để mở tài khoản rất là nhanh, mình có thể trả lời cho bạn trong những ngày nghỉ như thế này, và cũng như là những trong phiên giao dịch luôn, hỗ trợ bạn tất tần tật về những cái mã các bạn đang nắm giữ trên thị trường đó, điểm mua điểm bán ha, nếu các bạn mở tài khoản với mình là ưu tiên cho những người mở tài khoản nha bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn là có kiếm được lợi nhuận thì có nhớ chia lọc cho mình về những cái số mô tả ở phía dưới cái phần mô tả và hiện tại đang chạy trên màn hình nha bạn. Cảm ơn các bạn và bye bye, và chúc các bạn một cuối tuần, ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha, bên gia đình và người thân. Bye bye, hẹn gặp lại.